Xin kính chào tất cả các bác và anh em. Hôm nay em tiếp tục làm video lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác và anh em hai cặp loa bát lõm của hãng Onkyo. Bên tay trái đây là cặp N7EX, còn bên tay phải của em là cặp N7TX. Và về cái tên gọi thì hai cặp này thì nó có sự khác nhau giữa EX và TX. Về hình thức thì hai cặp này giống hệt như nhau. Và về chất âm thì nó cũng giống hệt như nhau, nội thất giống hệt như nhau các bác nhé. Khác mỗi chữ EX và TX thôi. Đấy, hai cái bản này thì đời nó là phiên bản là ngang nhau hết. Nó phân biệt bởi vì là cái cục dàn EX và TX thì nó có sự khác nhau một chút xíu. Thế còn về loa là giống hệt như nhau. Hơn về mức giá thành thì em nói luôn với các bác như này. Đấy, nếu anh em nào không quá cầu kỳ mà chỉ quan tâm đến vấn đề chất âm hay thì anh em có thể lựa chọn em cặp N7EX. Còn nếu anh em mà quan tâm hình thức trau chuốt hơn, đẹp hơn thì anh em lấy cặp N7TX này. Đấy, bởi vì cặp N7EX này thì em sẽ bán với giá là 1.450.000. Còn cặp N7TX này thì em sẽ bán với giá là 1.550.000 các bác nhé. Đấy, sẽ chênh nhau là 100.000 để mỗi cặp. Thế bây giờ em bắt đầu quay luôn hình thức cho các bác xem luôn để các bác nắm được và các bác xem lựa chọn những cặp nào nó phù hợp với mình nhé, với cái mức kinh phí cũng như là mới. Đấy, bắt đầu quay luôn nha các bác nhé. Đây, đầu tiên em quay cái căng trước. Đây là cái căng của con N7TX. Đấy, các bác chú cặp TX thì các bác cứ báo em. Đấy, cái căng nhá. Cái căng của con này là lành lặn. Nói chung là lành lặn, ok. Rồi em chuyển qua quay cái hình thức của thùng loa. Đấy, với cơ bản cặp N7TX này là thùng loa rất là đẹp. Đấy, bãi về rất là đẹp, có thể đẹp, gọi là đẹp đến 97%, 95-97%. Mặt trước của loa cũng rất là ok, bát lõm gân xếp bằng carbon, chép đầu đạn. Đấy, mặt cặp này cũng đẹp luôn. Đấy, nói chung hàng bãi con này là đánh giá, nếu đánh giá tiêu chí hàng bãi con này là hoàn hảo luôn các bác nhé. Đấy, loa đẹp góc cạnh theo đúng tiêu chí của một con hàng bãi, con này phải nói là hoàn hảo, các cạnh đều đẹp, ok. Đấy, tất cả thì đều zin nguyên bản. Cái hàng bát lõm này về thường thường rất ít khi nó lỗi, nó luôn các bác là thế, rất ít khi lỗi. Dòng này thì là gân của nó gân xếp rồi, rất là bền luôn, đánh rất là bền luôn. Đây là mặt sau nha các bác nhé. Đây, thùng loa vuông ván ok. Quay luôn số seri nhé, các bác chốt em bán đúng số seri, đúng cặp 045. Đấy, quay đúng seri luôn, không nhờ bán sai, cam kết không bán sai. Đấy, thủ vách vuông ván đẹp các bác nhé. Đấy, seri đây 045. Đó, đây là cặp N7TX các bác nhé, giá là 1.550.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc cho các bác chuyển đủ. Còn các bác chuyển cọc trước em 200, các bác chuyển cọc em sẽ không miễn phí ship. Còn khách hàng các bác thân quen, tin tưởng, trung kiên biết bên em bán hàng như nào rồi thì các bác cứ chuyển đủ em báo ship cho các bác. N7TX 1.550.000 đồng, cặp rất đẹp. Rồi em chuyển qua cặp N7EX, cặp này là 1.450.000 đồng, thấp hơn cặp kia 100.000 đồng. Đây là cái căng của nó. Đây anh em nhá. Đấy, cái căng tương đối là ok. Cái dòng bát lõm này thì em có những cái sản phẩm nó còn rẻ hơn cơ, hình thức nó kém hơn thì còn rẻ hơn nữa cũng có nhé. Thế nếu anh em quan tâm mà không chơi, mà không quá quan tâm đến vấn đề cầu kỳ hình thức, mà anh em chơi những cặp loa bát lõm thì em có thể có những dòng N7X nhé. Dòng N7X thì giá thấp hơn một tí, nó khoảng 1.3 triệu thôi. Đấy, còn những cặp N7 này thì đề can, nó thiết kế cái đề can nó đẹp hơn thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, giá nhập về nó cũng cao hơn mà. Thường cái dòng N7X thì cái đề can nó nhìn nó không được đẹp lắm. Chất âm nhìn như nhau hết, vẫn là bát lõm check đầu đạn, vẫn in xí đúc như thế. Đấy, cái cặp này thì bắt đầu em nói luôn khuyết điểm này. Đây, chỗ này có một tí cấn nhẹ đây. Nhìn kỹ mới thấy, nhìn sơ qua là không thấy luôn. Đấy, nhìn kỹ mới thấy hai vết cấn nhẹ đề can thôi. Đấy, nhìn sơ bộ là cũng không thấy luôn. Nói chung em bán hàng thì rất là trung thực thôi. Chỗ nào mà có những cái điểm nó chưa được hoàn hảo em chỉ được các bác luôn. Và đấy cũng chính là lý do để em giảm giá cho cặp này. Với mức giá là 1.450.000 thôi. Còn cặp kia là 1.550.000. Tất cả giá em nói thì đều bên em bán giá, tất cả em nói đều có thể miễn phí ship hết cho các bác. Nếu các bác tin tưởng và chuyển đủ luôn. Còn nếu các bác chuyển cọc thì các bác vui lòng cọc trước 200. Tuy nhiên nếu các bác chuyển cọc các bác giả tiền phí giao hàng. Còn chuyển bù là em lo luôn, em gánh luôn cái tiền giao hàng cho các bác. Nói chung cặp về cơ bản cũng rất là đẹp. Đấy, hai cặp này đẹp, cũng gần xuất sắc. Nó bị xuất chỗ em vừa chỉ thôi. Đây, một chút xíu hơi cấn nhẹ đấy nữa. Đấy, nói chung thì nó có một tí khuyết điểm cho nên giảm giá các bác chưa. Nó không đáng kể đâu, nhưng nó vẫn có. Đấy, nhìn sơ bộ nó cũng không lộ.
Đấy. Chỗ này thì em sẽ dán lại một tí keo 52 vào đây. Đấy. Dán vào là được. Chút xíu thôi. Đó. Một cặp là 1.450.000 N7EX. Còn cặp này là 1.550.000 N7TX. Đấy, các bác lấy cặp nào cũng được. Còn nếu các bác thích mẫu N7 rẻ hơn thì đây. Đây, bên em còn cái mẫu N7X nhé. Đây, cái cặp này em cũng lên video rồi. Đấy, các bác cần em sẽ gửi video cho các bác xem. Đấy, cặp này khoảng 1.3 thôi. 3.250 gì đấy. Đó, các bác lấy sản phẩm nào thì nhắn tin vào Zalo của Trung Kiên Audio là số Zalo là 0975 575 262. Xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Trung Kiên Audio.